Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đến với khung thời gian quen thuộc của chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và bà con cũng có thể xem lại các nội dung đã phát sóng trên trang web lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ hãy đến với những nội dung đáng chú ý của chương trình hôm nay. Phụ nữ Lâm Hà phát triển kinh tế với các tổ liên kết trồng rau hoa. Nâng cao năng suất chất lượng tại một doanh nghiệp sản xuất lan hồ điệp. Hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào thiểu số Quảng Bình. EU thay đổi quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản. Quý vị và bà con, những năm gần đây trồng rau hoa đã phát triển mạnh ở Lâm Hà, góp phần làm cho đời sống người dân thêm sung túc hơn. Hoa cúc, thạch thảo hay hoàng anh nở rộ sau từ 3 đến 4 tháng gieo trồng cũng đã mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều nông hộ tại đây. Và đặc biệt là thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, nhiều hộ gia đình đã được vay vốn trồng hoa, tăng thu nhập. Tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà có hai tổ hợp tác phát triển sản xuất dưới hình thức vốn xoay vòng của Trung tâm Nông nghiệp huyện. Đó là tổ hợp tác liên kết trồng rau hoa công nghệ cao thôn Nam Hà và tổ hợp tác liên kết trồng rau hoa công nghệ cao thôn Hai Bà Trưng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập. Hiện mỗi hộ trong tổ trồng từ 2 đến 3 sào rau hoa mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Cũng vì vậy mà các chị tích cực tham gia hoạt động phong trào hội hơn. Với cái tổ hợp tác trồng tổ trồng rau hoa công nghệ cao ấy, thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì vẫn cứ duy trì cái việc vận động cán bộ hội viên phụ nữ duy trì cái việc mà cái tổ liên kết trồng rau hoa công nghệ cao để làm sao mà hàng năm cho cái năng suất chất lượng và nhiều cán bộ hội viên có thể là trồng cái rau hoa công nghệ cao để có thể là ổn định cuộc sống cho gia đình. Bởi vì riêng cái thôn Nam Hà này là đến 95% là hộ dân người ta trồng cái rau hoa công nghệ cao cho cái nguồn thu nhập ổn định, cho nên là đây là một cái vùng đất mà nó rất hợp, cái vùng đất là thổ nhưỡng rất là hợp với cả cái việc mà trồng rau hoa công nghệ cao này. Bà Lê Thị Ngân là thành viên tích cực của tổ hợp tác rau hoa Nam Hà. Trên mảnh đất rộng hơn 1 hectare, bà Ngân trồng hoa thạch thảo và hoa cúc các cành. Chăm sóc hoa là công việc mệt nhọc, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tuy nhiên, với tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, bà Ngân luôn thu hoạch được những bông hoa tươi sắc, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Đầu năm thì chuẩn bị mình lại phải xuống giống. Xong cái Tết thì mình đầu năm mình lại xuống giống. Cái vườn nào mà phải trồng lại là mình trồng lại, còn không là cứ để thế chăm sóc thôi. Còn gia đình chị Trần Thị Linh ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà đang thu hoạch hoa thạch thảo lứa thứ 3 trên diện tích 4 sào. Tuy chị mới tiếp cận với loại cây trồng này, thế nhưng theo chị Linh chỉ cần kiên nhẫn, chịu khó học hỏi các kỹ thuật trồng, chăm sóc thì việc tiếp cận với loại cây trồng mới không còn là việc quá khó khăn. Với 4 sào hoa, chị đã có nguồn thu ổn định và cao hơn so với việc trồng cây công nghiệp. Trước kia là trồng cà phê, mía, xong rồi phá trồng dâu, dâu nuôi trẻ tằm không được thì thấy trồng hoa nó có hiệu quả hơn thì mình trồng thôi. Nói chung là lúc mà nó được giá thì được, dân mình đỡ vất. Dễ thì dễ trồng nhưng mà nói chung là chăm là cũng vất nhiều công. Những chị mà thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, thì coi như là thoát nghèo bền vững. Đấy, thì trong khi thành lập tổ thì chị em trong tổ đã trao đổi kinh nghiệm làm ăn với nhau. Rồi hỗ trợ vốn cho nhau. Lúc đầu là chưa được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách thì các chị em là tự hùn vốn để 5 giúp 1, 10 giúp 1 đấy, để chị em là cải tạo đất rồi là mua giống để trồng. Thì thấy được cái nhu cầu của chị em như thế thì hội đã chủ động thành lập cái mô hình rau hoa, trồng rau hoa của cái tổ phụ nữ của thôn 6. Sau đó là liên hệ với ngân hàng chính sách như Hội Phụ nữ huyện Lâm Hà là đề nghị hỗ trợ vốn cho cái tổ này. Thay vì chỉ bó hẹp trong những loại cây trồng công nghiệp dài ngày, giờ đây những cánh đồng hoa rực rỡ đã tô điểm cho bức tranh Lâm Hà thêm màu sắc. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sinh thái đẹp, thu hút du lịch,
Bởi khách đến Lâm Hà ngày nay không chỉ tham quan thắng cảnh, chùa chiền, thưởng thức cà phê đặc sản hay chiêm ngưỡng những đồi chè xanh mướt, mà còn đắm chìm trong hương thơm dịu dàng của những cánh đồng hoa. Thưa quý vị và bà con, địa bàn huyện Đức Trọng là nơi cung cấp số lượng lớn hoa lan hồ điệp cho các tỉnh thành trong cả nước với nhiều doanh nghiệp cá nhân trồng loại hoa này, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hoàng. Với diện tích 4 hectare lan hồ điệp tự trồng không liên kết với bất kỳ đơn vị nào khác, công ty Trường Hoàng hiện đang xuất bán ra thị trường trung bình một ngày từ 40 đến 50 ngàn cây. Nếu tính cả vụ Tết Nguyên đán năm 2024 thì công ty xuất bán khoảng 600 đến 700 ngàn cây. Bước vào khu nhà kính rộng lớn của công ty, chúng tôi như lạc vào một thế giới đầy màu sắc với hàng ngàn, hàng vạn bông hoa lan hồ điệp đang khoe sắc. Nào là hồng, tím, vàng, trắng. Mỗi màu sắc lại mang một vẻ đẹp riêng biệt, tạo nên một bức tranh vô cùng ấn tượng. Ông Trần Đức Anh, phó giám đốc công ty cho biết, để có được những bông hoa đẹp như vậy, công ty đã áp dụng công nghệ tiên tiến từ Đài Loan và sản xuất. Từ khâu chọn giống, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch đều được thực hiện một cách bài bản và khoa học. Thì để duy trì cái chất lượng sản phẩm với lại doanh số thì công ty cũng đã đầu tư thêm nhà kính, rồi nhập khẩu những cái giống hoa chất lượng tốt, ổn định từ Đài Loan thì cung cấp cho thị trường ổn định. Như vậy thì khách hàng sẽ yên tâm hơn và tin tưởng vào công ty nhiều hơn. Công ty hiện đang sản xuất hơn 100 loài lan hồ điệp với đa dạng hình dáng và sắc màu. Trong đó có nhiều loại hoa đã và đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng như hồng, tím, đột biến chấm bi, đỏ, ớt tím, sọc tím, vàng hoa mai. Với từ 1,3 đến 1,5 triệu cây giống lan hồ điệp nhập khẩu từ Đài Loan về mỗi năm, công ty hiện đang sản xuất trên 4 hectare nhà kính công nghệ Hà Lan. Năng suất đạt được từ 8 đến 10 tai hoa một cành. Hoa giữ được độ tươi trên dưới 2 tháng. Công ty hiện đang tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức lương ổn định. Riêng bản thân em thì có cái gì để phát huy, nếu mà chăm nên tốt nhất có thể, là có cái kinh nghiệm nào thì đều truyền đạt hết, để mong công ty phát triển. Làm được 5 năm rồi, mức lương trung bình tầm từ 8 đến 9 triệu một tháng, nói chung là phụ cấp rồi được hưởng chế độ bảo hiểm tế, các chế độ của công ty, đi tham quan du lịch hàng năm, ngày lễ Tết thì đều có quà của công ty tổ chức đều có. Với chất lượng cao và giá thành cạnh tranh, hoa lan hồ điệp của công ty Trường Hoàng đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Trường Hoàng là doanh nghiệp điển hình thành công trong lĩnh vực sản xuất hoa lan hồ điệp tại Lâm Đồng. Với sự đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đội ngũ nhân viên lành nghề, công ty đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm cải thiện sinh kế cho những cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ đã triển khai tại nhiều xã miền núi Quảng Bình. Qua đó đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây. Dự án cũng sẽ khuyến khích phát triển chuỗi giá trị thân thiện với rừng và đa dạng sinh học cho các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, nông nghiệp có giá trị cao, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đào tạo kỹ năng tìm cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có 62% là đồng bào dân tộc Bờ Ru, Vân Kiều với 32% là hộ nghèo. Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học đã lựa chọn triển khai chuỗi giá trị về cây lạc giống đỏ, hướng tới mục tiêu sản xuất vùng trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, đảm bảo nâng cao thu nhập một cách bền vững cho người dân thông qua việc sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết. Dạ, nói chung trước đấy ba con và em trong thôn thì cùng sản xuất thì theo cái nói chung là tự nhiên, cũng nhờ trời nhờ đất trước. Cho nên bữa nay cũng có công ty tới để đầu tư để sản xuất theo hướng hữu cơ thì ba con cũng rất là mừng. Hiện xã Trường Sơn đang triển khai trồng 120 hectare giống lạc đỏ. Bên cạnh việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo trồng, trao tặng máy cày, ban quản lý dự án cũng đã kết nối các doanh nghiệp ký kết bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá sàn là 25.000 đồng một ký lạc khô. Nếu năng suất lạc trung bình 4 tấn một hectare, người dân có doanh thu đạt 100 triệu đồng một hectare.
Mục tiêu họ thì cũng để làm sao đó để có cái ký kết giữa người dân Trường Sơn với công ty để bao tiêu sản phẩm của hàng năm và tiêu thụ cái sản phẩm cho bà con, để nhằm để cũng giúp cho người dân Trường Sơn vượt qua những cái khó khăn. Và tôi hy vọng là đây là những cái điểm mới nhất, sáng nhất của Trường Sơn trong thời gian tới. Không chỉ triển khai tại xã Trường Sơn, hiện dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học được triển khai tại 12 xã miền núi khó khăn thuộc 4 huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy và Quảng Ninh. Dự án nhằm triển khai sinh kế cho những cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thông qua thúc đẩy sản xuất kinh doanh thân thiện, kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học. Khi mà chúng tôi hỗ trợ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì các chuyên gia của chúng tôi có hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho bà con. Trong tương lai, cùng mục tiêu sản xuất vùng trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, nâng cao thu nhập cho người dân, dự án cũng sẽ khuyến khích phát triển chuỗi giá trị thân thiện với rừng và đa dạng sinh học cho các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, nông nghiệp có giá trị cao, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đào tạo kỹ năng, tìm cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Từ ngày 11 tháng 5 năm 2024, Liên minh châu Âu EU sẽ áp dụng mức dư lượng tối đa MAL mới cho hoạt chất oxamin trên các loại nông sản. Mức MLA mới này sẽ giảm xuống còn 0,001mg trên kg, thấp hơn nhiều so với mức 0,01 đến 0,05mg trên kg trước đây. Và quy định mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam sang thị trường EU. Tại quy định mới, EU cũng cho phép áp dụng đối với một nông sản cho mức MAL cao hơn như quả bơ, cà chua, các loại ngũ cốc, trong đó có gạo, sản phẩm động vật, hạt cacao. Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, quy định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam, nên doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam vào thị trường EU cần thường xuyên theo dõi những quy định mới của EU, kịp thời kiểm tra, giám sát, điều chỉnh hàng hóa xuất khẩu cho phù hợp quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy quen thuộc 02633 829930. Thanh Hải, Kiều Anh cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.